đau ở đâu đó thì nó mang tên của cái bệnh đó. Cái cơ phận nào bị đau nó mang cái tên đó. Đau bệnh như vậy đó thì có bác sĩ cho thuốc chữa trị. Còn khổ thì sao? Khổ không có thuốc chữa. Đau theo cái dạng không có thuốc chữa, nó có những cái tên rất là trừu tượng. Ví dụ mình nói là đau đớn, mình nói là đau lòng. Cái lòng là một cái gì trừu tượng, làm sao đau được? Mình nói đến là đau thương, thương mà sao lại còn đau? Thì những cái chữ trừu tượng như vậy đó cho chúng ta đi đến một cái chữ đau khổ mà chúng ta thường dùng. Khổ là gì? Ai khổ? Mình làm khổ ai? Chồng tôi làm tôi khổ quá. Tôi khổ với bà vợ tôi quá. Khổ với con tôi quá. Thậm chí khổ vì cha mẹ tôi quá. Đi làm cũng than khổ. Không có việc cũng than khổ. Lúc nào cũng khổ hết. Mà khi chúng ta nhìn vào cái khổ của cái việc vận động tay chân của mình để kiếm miếng ăn đó, thì việc đó đã có từ sáng thế ký rồi. Nói rằng phải làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn. Rồi quý vị có bao giờ thấy một đứa bé chút xíu nó than khổ bao giờ chưa? Nó đau thì nó có nói nó đau. Nhưng bây giờ 2-3 tuổi mà đi ngang nó, bố ơi, mẹ ơi con khổ quá. Không biết nó khổ cái gì. Ai cũng khổ. Cái người nghèo khổ đã đành. Nhưng mà người có của dư dật cũng khổ nữa. Họ khổ là vì họ bị cứ sợ mất hoài mà cứ khổ thôi. Bất cứ người nào nói về chữ đau khổ, nó cũng chủ quan. Chính vì cái chỗ chủ quan và cái phiến diện đó, mỗi người chúng ta cần phải có một cái nhìn rõ ràng về hai chữ đau khổ trước khi nói đến chuyện chuẩn bị tinh thần để đối phó, để phản ứng, để tìm cách thoát ra khỏi cái khổ đó. Horatio Spafford đã đúc kết lại cái sự đau khổ của mình và nói với chính linh hồn của mình rằng hãy yên lặng. Vì trong yên lặng đó, con sẽ ý thức được sự bình an nội tâm mà Chúa ban cho. Có chuyện thương tâm như thế này. Ông là một luật sư rất là lỗi lạc ở tại Chicago. Spafford cũng là một thương gia rất là thành công. Và cái cơ nghiệp của ông vững vàng vô cùng. Và đặc biệt ông cũng là một người tin kính Chúa. Nhưng mà rồi, đau khổ. Cái đau khổ đầu tiên xảy đến với gia đình là đứa con trai bị viêm phổi rồi ngã chết. Trong sự đau đớn đó, thì cái trận hỏa hoạn ở Chicago đã thiêu sạch tài sản của ông. Con chết, mất của. Ông bà mới nghĩ rằng bây giờ tham gia cái đoàn truyền giáo của mục sư Moody để đi sang Âu Châu tham dự cuộc truyền giảng ở bên đó. Và đến giờ chót thì ông lại bận việc để bà và 4 đứa con gái xuống thuyền. Vài ngày sau, ông nhận được một bức điện tín, vỏn vẹn chỉ có 2 chữ: Saved alone. Một mình được cứu sống. Và có lẽ tôi nghĩ ở trong những cái buổi nhóm ở tại hội thánh ở tại Chicago, ông Spafford đã có lần nghe đến một câu chuyện của Thánh Phaolô. Phaolô kể lại chuyện của Phaolô như thế này: tôi phục vụ gian khổ, đòn vọt vô số, nhiều phen gần bỏ mạng, 5 lần tôi bị người Do Thái đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy 40, 3 lần tôi bị đánh đòn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị chìm tàu, 1 ngày 1 đêm lên đên giữa biển sâu. Tôi trải qua nhiều cuộc hành trình, nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với đồng hương, nguy với người nước ngoài, nguy trong thành phố, nguy ngoài sa mạc, nguy trên biển cả, nguy với tín hữu giả mạo. Tôi chịu cực nhọc, vất vả, thao thức trằn trọc, nhịn ăn cầu nguyện, nhiều khi phải đói khát, rét mướt, trần truồng. Ngoài ra, tôi còn gánh vác trách nhiệm coi sóc tất cả các hội thánh, hằng ngày lo âu đè nặng tâm hồn. Có ai yếu đuối mà tôi không yếu đuối? Có ai vấp ngã mà tôi không nóng cháy như bị tạt dầu sôi?
Và thưa quý vị, Phaolô là người kinh nghiệm về cái sự đau khổ đó. Quý vị biết tên Phaolô có nghĩa là gì không? Ông Phaolô, ông có một cái thân xác rất là bé nhỏ và tưởng tượng một cái con người bằng nửa người khác và gánh chịu bao nhiêu là cái khổ nạn như vậy. Nhưng mà đến một cái khổ nạn sau cùng, Phaolô không nói rõ là gì, nhưng Phaolô nói bị một cái dầm sắp ở trong thịt đó. Và đã cầu nguyện với Chúa 3 lần mà Chúa không có cất bỏ cái hoạn nạn, cái khổ nhọc, cái đau đớn đó đi. Cho dù đã cầu nguyện như vậy, Chúa chỉ trả lời cho Phaolô rằng: ân điển của ta đủ cho con rồi. My grace is sufficient for you. Có lẽ quý bà chị em đang chịu những cái dầm đó và không thể cởi bỏ ra được. Nhưng mà đó chính là mọi sự hiệp lại làm ích để gìn giữ đức tin, để gìn giữ chúng ta ở trong nhà của Chúa. Có chuyện Gióp chép là như thế này. Một ngày kia sứ giả đến báo tin cho Gióp: bỏ đương cài, lừa đương ăn, thì dân Sê-ba xông đến cướp súc vật và giết chết các tôi tớ. Chỉ một mình tôi chạy thoát về báo tin cho ông. Người này còn đương nói, thì một người khác chạy đến báo: tự nhiên lửa đâu từ trời giáng xuống thiêu đốt hết chiên và tôi tớ. Chỉ một mình tôi chạy thoát về báo tin cho ông. Người này còn đương nói, thì một người khác chạy đến báo: dân canh đê phân làm ba đạo, xông vào cướp lạc đà và giết chết các tôi tớ. Chỉ một mình tôi thoát khỏi, đặng báo tin cho ông. Người này còn đương nói, thì một người khác chạy đến báo: các cô, các cậu nhà ông đương vui vẻ tiệc tùng, tự dưng có một ngọn gió lớn từ sa mạc thổi đến, làm cho bốn góc nhà rung rinh, nhà sập xuống, đè chết tất cả. Chỉ một mình tôi thoát khỏi, về báo hung tin. Gióp bèn trỗi dậy, xé áo mình, cạo đầu, rồi sấp mình xuống đất lại: tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, và tôi cũng sẽ trần truồng mà về. Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi. Đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va. Spafford đau khổ, Phaolô đau khổ, Gióp đau khổ. Cái đau khổ của Gióp tôi nhìn thấy được ở trong hình ảnh của những câu nói lặp đi lặp lại trong cái Kinh Thánh quý vị vừa nghe. Người này còn đang nói thì người khác chạy đến thưa. Người này còn đang nói thì người khác chạy đến thưa. Nói đến cái sự bất hạnh liên tục xảy đến với Gióp. Không chỉ là lận đận thôi đâu, không chỉ là truân chuyên thôi đâu, nhưng mà ở trong cái hoàn cảnh này, chúng ta có thể có một vài câu nói khác nói như thế này: vuốt mặt không kịp, phải không ạ? Không kịp trở tay, như cầm chỉnh đổ, trùng trùng, điệp điệp. When it rains, it pours. Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí, vẽ lên cái hình ảnh của Gióp. Phước hạnh đến thì hiếm hoi, nhưng khi tai họa thì dồn dập. Tác giả của bài thánh ca "Tôi không còn ngạc nhiên" viết hai câu hát mà đã trở thành một cái điệp khúc. Tôi hát đi hát lại câu hát này hoài để tự nhủ lòng mình rằng tôi không còn ngạc nhiên khi thử thách trăm bề. Tôi không còn bâng khuâng khi sóng gió triền miên. Những chữ trăm bề, những chữ triền miên không làm ai ngạc nhiên nữa cả, không làm ai bâng khuâng nữa cả. Ai đã từng gặp hoạn nạn, thử thách liên tục như vậy, hiểu rõ cái chữ triền miên, cái chữ trăm bề nó có nghĩa như thế nào. Thánh Kinh không có chép rõ về việc ông Gióp đã phản ứng thế nào trước cái hoàn cảnh mất của. Vì người này còn đang nói thì người kia lại nói đến những cái tin buồn khác. Ông không kịp để phản ứng. Tán gia bại sản, con cái bất đắc kỳ tử, vẫn không làm Gióp rúng động. Cho đến chừng ông nghĩ lại cái sự sống Chúa ban cho và cái sự sống Chúa cất đi. Lúc đó Gióp ý thức được rằng của cải Chúa ban cho mình mất đi.
bao nhiêu phần trăm đó ở trong cái ngân sách dự bị cho cái quỹ hưu bổng của mình. Nó chỉ còn một nửa, nó chỉ còn một phần tư, hoặc có người đã mất hết rồi, vẫn không làm chúng ta rúng động đâu. Cho đến chừng người thân của chúng ta ra đi, cho đến chừng con cái của chúng ta không còn ở trên mặt đất này nữa, vì một lý do không đâu. Và lúc đó Gióp đã cúi đầu xuống để cầu nguyện với Chúa rằng: con hai tay trắng ra đời, và tất cả chúng con sẽ hai tay trắng về với Chúa. Những gì còn để lại hôm nay là những gì con cần phải lưu ý đến. Những ai đã kinh nghiệm được sự đau khổ của cảnh tử biệt sinh ly hiểu rõ tâm trạng của một người mất người thân của mình. Giờ chia ly cách biệt, giờ đau thương trong đời sống của chúng ta vẫn có thể dâng lên Chúa lời ngợi khen, vì nó nằm ở trong cái ý nghĩa của mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Chúa. Qua cái nhìn của Thánh Kinh thì đau khổ dùng để thử nghiệm. Đau khổ là cơ hội được phát huy để trau dồi cái sức mạnh cho tâm hồn, để củng cố cái nội lực để chiến đấu vượt thắng gian khổ. Mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Mọi sự hiệp lại gồm có sự vui mừng, mọi sự hiệp lại gồm có sự thỏa lòng, và mọi sự hiệp lại cũng gồm có những đau khổ để thử nghiệm, để rèn nghị lực cho chúng ta. Chúng ta cùng đọc chung câu Kinh Thánh trong Roma đoạn 8 câu 28. Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Nhưng chữ kẻ đó chính là tên của quý cụ của bà chị em có mặt ở đây buổi sáng hôm nay. Thế tên mình vào đó để thấy tất cả chúng ta để hiểu rõ một điều như thế này: mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Mọi sự có nghĩa rằng all things, tất cả mọi sự, không phải điều tốt không thôi đâu, cũng không phải điều xấu không thôi đâu. Chúng ta sẽ hiểu rõ tất cả mọi sự hiệp lại nhằm mục đích đưa chúng ta đến một cái địa vị mà Chúa muốn chúng ta học hỏi trong những ngày còn sống ở trên đất này. Đau khổ là một huyền nhiệm. Chúa đã không đưa ra một lời giải đáp về nguyên nhân của khổ đau, nhưng Ngài đã tự nguyện mang nó vào chính bản thân của mình để thể hiện tình yêu, giải thoát con người ra khỏi cảnh khổ để được sống với Chúa nơi cõi phước. Và đó là mầu nhiệm của thập tự giá. Đau khổ là một sự dữ, nhưng nó chẳng là gì trước sức mạnh của tình yêu. Tình yêu Thiên Chúa cho chúng ta trong Chúa Cứu Thế Giêsu sẽ biến khổ đau thành hạnh phúc. Vì vậy, Thánh Phi-e-rơ mới nhắc chúng ta như thế này: khi nhìn vào hoạn nạn, nhìn vào sự đau khổ, đừng có ngạc nhiên. Chuyện đó thường thôi. Anh chị em rất yêu dấu, khi anh chị em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Vì vậy, ở trong lò lửa thử thách đó, tôi nhớ cái câu cầu nguyện đã trở thành một cái tiêu chuẩn cầu nguyện đẹp ý Chúa. Cái lời cầu nguyện gợi ý chúng ta như thế này: lạy Chúa, xin Chúa cất bỏ những điều không đẹp lòng Chúa, những điều con không thể vượt qua nổi. Vì Chúa hứa rằng ta sẽ thêm sức cho con và không có việc gì quá sức con cả. Nhưng nếu con có thể vượt qua, xin Chúa thêm sức cho con. Nhưng mà cái khôn ngoan là ở chỗ này: chúng ta cần phân biệt điều nào là điều nào. Nhạc sĩ Thiên Kiều Giang viết những lời như thế này: tôi không còn ngạc nhiên nữa. Tôi không còn ngạc nhiên khi đang nắng mưa về. Tôi không còn ngạc nhiên khi thử thách trăm bề. Tôi không còn nước mắt để thao thức những niềm riêng. Tôi không còn hỏi Chúa vì tôi đã không ngạc nhiên. Tôi không còn ngạc nhiên khi chân rướm máu hồng đi trên đường thập giá vượt qua hết những gai chông. Tôi không còn bâng khuâng khi sóng gió triền miên. Tôi không còn bối rối vì tôi đã không ngạc nhiên. Lý do là như thế này: là vì tôi ý thức cuộc sống của tôi chỉ là một lữ khách đi ngang qua sa mạc đời.
Mọi buồn vui đắng cay chỉ là tạm thời. Tôi làm lữ khách đi ngang sa mạc đời, chuyện trần gian như một giấc mơ thôi. Chẳng có gì phải ngạc nhiên trước đau khổ nữa cả, vì chúng ta hiểu rõ ý nghĩa, mục đích của từng đau khổ Chúa cho xảy đến trong cuộc sống của chúng ta. Tôi không còn ngạc nhiên khi đang nắng mưa về. Tôi không còn ngạc nhiên khi thử thách trăm bề. Tôi không còn nước mắt thao thức những niềm riêng. Tôi không còn hỏi Chúa vì tôi đã không ngạc nhiên. Tôi không còn ngạc nhiên khi chân giữa máu hồng đi trên đường thập giá, vượt bao hết những gai trồng. Tôi không còn bâng khuâng khi sóng gió triền miên. Tôi không còn bối rối vì tôi đã không ngạc nhiên. Làm lữ khách đi ngang sa mạc đời, mọi buồn vui đắng cay chỉ tạm thời. Làm lữ khách đi ngang sa mạc đời, chuyện trần gian như một giấc mơ thôi. Làm lữ khách đi ngang sa mạc đời, nhà của tôi chôn đời cao đời đời. Làm lữ khách đi ngang sa mạc đời, để lại đây chỉ xin cùng nhà thôi.